thịt heo là một trong những loại thực phẩm chính trong bữa cơm hàng ngày của các gia đình Việt. Không chỉ thế, trên những mâm cỗ ngày giỗ hay các mâm cúng ngày Tết, thịt heo là một trong những món ngon truyền thống không thể thiếu để cúng biếu, mời ông bà. Nếu bạn chiêm bao thấy một bàn nhiều thịt heo, điều này cho thấy bạn đang có những cơ hội rất lớn để kiếm lợi nhuận, bạn chỉ cần lựa chọn một cơ hội tốt nhất để giúp mình phát triển mà thôi. Giải mã giấc mơ thấy thịt heo cho thấy bạn là người có khả năng tư duy rất tốt, cuộc sống không có quá nhiều chông gai thử thách. Ngoài ra, giấc mơ này còn báo hiệu một vận may sắp sửa đang bước đến với bạn trong tương lai, bạn hãy nắm bắt những cơ hội sắp tới nhé. Nhiều chuyên gia giải mã giấc mơ nổi tiếng cho rằng khi mơ thấy thịt lợn là khoảng thời gian gia chủ nên tập trung tối đa cho sự nghiệp của mình. Trong thời gian tới có thể cơ hội sẽ đến với bạn rất nhiều. Nếu bạn chiêm bao thấy chính mình đang làm thịt heo, điều này báo hiệu bạn sắp nhận được tin vui đến từ chính những người thân trong gia đình mình. Hoặc có ai đó sắp báo chuyện hỉ có tiệc mừng cỗ bàn. Thông thường, heo quay được dùng trong tế lễ hoặc làm lễ vật quan trọng. Do đó, mộng thấy thịt heo quay cũng là giấc chiêm bao may mắn. Khả năng rất lớn sẽ có vận may gõ cửa tìm đến bạn trong thời gian tới đấy. Chiêm bao ăn thịt heo kho cho thấy bạn là người có khả năng tư duy rất tốt, cuộc sống không có quá nhiều chông gai thử thách. Ngoài ra, giấc mơ này còn báo hiệu một vận may sắp sửa đang bước đến với bạn trong tương lai, bạn hãy nắm bắt những cơ hội sắp tới nhé. Nếu bạn chiêm bao thấy thịt lợn sống, điều này lại cho thấy cơ thể bạn đang gặp phải những vấn đề rắc rối về sức khỏe. Bạn cần nạp cho mình năng lượng để tiếp tục tiến xa hơn trong sự nghiệp. Mơ thấy thịt heo chín. Nhiều chuyên gia giải mã giấc mơ nổi tiếng cho rằng khi mộng thấy thịt heo chín là khoảng thời gian gia chủ nên tập trung tối đa cho sự nghiệp của mình, trong thời gian tới có thể cơ hội sẽ đến với bạn rất nhiều. Hãy biết tận dụng để có được may mắn cho bản thân và gia đình mình nhé. Phải chăng bạn đang gặp một số vấn đề khó khăn trong công việc và bạn lại có những suy nghĩ tiêu cực, muốn từ bỏ nó? Nếu đúng như vậy bạn không nên quá bi quan, hãy bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Ngoài ra, nếu bạn chiêm bao thấy ăn thịt heo luộc, điều này lại cho thấy cơ thể bạn đang gặp phải những vấn đề rắc rối về sức khỏe, bạn cần nạp cho mình năng lượng để tiếp tục tiến xa hơn trong sự nghiệp. Điều này cũng cho thấy rằng bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội đang đến vì vấn đề sức khỏe không ổn định của mình. Chiêm bao thấy ăn thịt heo rừng là điềm báo nhắc nhở bạn nên cẩn trọng đến hành động và lời nói của mình. Trong môi trường làm việc, bất cứ việc gì cũng đều có hai mặt vấn đề của nó. Xử lý ổn thỏa để tránh được những rắc rối hay thị phi không đáng có. Hơn hết bạn cũng cần củng cố lại mối quan hệ với những đồng nghiệp và bạn bè xung quanh. Nên thận trọng vì có những người ghen ghét vì sự thành công của bạn. Mơ thấy ăn thịt heo nướng, nằm mộng thấy ăn thịt heo quay, nướng là một giấc mơ tốt lành. Vận may sắp đến với bạn trong thời gian tới. Hãy đón nhận nó và tận dụng để phát triển hơn nữa trong công việc cũng như cuộc sống. Chiêm bao thấy thịt heo hỏng, đánh ngay con số 42 và 91. Mơ thấy thịt lợn sống, đánh ngay con số 15 và 30. Nằm chiêm bao thấy thịt heo quay, đánh ngay con số 08 và 29. Mộng thấy đang ăn thịt heo quay, đánh ngay con số 77 và 97. Chiêm bao thấy thịt heo đang chảy máu, đánh ngay con số 59 và 94.